Nghe Lữ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, sau ngày Cộng sản Hà Nội cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, thủ đô Sài Gòn bị đổi thành tên của tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh. Đến nay đã qua 47 năm, bước vào năm thứ 48, danh xưng Sài Gòn vẫn sống ở trong lòng, không những với những người con Sài Gòn mà ngay cả với những người còn đang sống tại Sài Gòn dưới sự cai trị của Cộng sản. Sài Gòn của tôi, Lê Thủy Ý, đã viết như sau. Cái tên dù là con đường vẫn quen, tôi hay viện dẫn hai câu thơ của mình. Mỗi khi phải hồi âm cái cánh thư nào đó, thường là câu hỏi Sài Gòn bây giờ ra sao? Thật ra, trong cảm nhận của tôi, Sài Gòn vẫn thế. Bởi dù trải qua biết bao nhiêu là biến cố thăng trầm, thì Sài Gòn, hòn ngọc Viễn Đông, thủ đô trong những trái tim miền Nam ngày nào, vẫn không bao giờ thay đổi. Sài Gòn của một thời tôi mới lớn, những con đường tình ta đi, Duy Tân, Trần Viết Cát, Tú Xương, Công Lý, những chiều bát phố Lê Lợi, Tự Do, những rạp cine, món bánh tôm hẻm casino Sài Gòn, những xe bò diêm Nguyễn Thiện Thuật, bánh mì thịt ở trước chợ Nguyên Giảng, gói đu đủ khu bò nước biếc Diễn Đông ở góc Lê Lợi Pasteur, Dân Chân. Sài Gòn của tôi sáng nắng chiều mưa, mưa như được lập trình sẵn, hoặc chiều hoặc sáng, có khi cùng giờ, nên người Sài Gòn có thể nhỡ như bác phố khi cơn mưa qua. Rất ít khi mưa như đòi nợ. Cái điều này những năm gần đây hình như là thay đổi. Mưa dầm và mưa, mưa mất trật tự. Người Sài Gòn giống quen kiểu xưa, chẳng biết đâu mà lần. Nắng Sài Gòn không quá gắt, có lẽ nhờ thế nên mới chợt mát, chỉ qua màu áo lụa Hà Đông. Sài Gòn của tôi có những ngôi trường đi vào thơ và nhạc, như Văn Khoa, Luật, Gia Long, Trưng Dương, những con đường địa chỉ báo như Lê Lai, Phạm Ngũ Lão. Hồ đất và hồ người quyện nhau hồn hậu chân tình. Sài Gòn của tôi, quốc dân Campuchia từng du học. Người Sài Gòn chê hàng Thái, không thèm xài Colgate vì đã có kem Hinos. Anh yêu em, anh yêu luôn kem xịn hơn. Sài Gòn của tôi trẻ, luôn luôn trẻ, không phải vì thiếu phố cổ hay là người Sài Gòn không thích ra vẻ cũ, mà vì Sài Gòn luôn luôn mới, hồn nhiên và dễ thương, không điệu đà, kịch cỡm. Sài Gòn của tôi còn nhiều hơn thế, không diễn tả hết dù văn hóa cách mấy, chỉ giản dị như lời hát Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Không lớn lao gì, kỷ niệm chỉ chứa đầy ngăn cặp học trò, sự ồn ào sống động, dễ thương của vùng đất và con người. Đi xa, cứ về đến cầu Sài Gòn hay là cầu Bình Điền là coi như đến nhà. Với bạn bè cùng trang lứa, tôi giữ Sài Gòn như giữ chính cuộc đời của mình. Khóc một ngày khi thương xá Tam Đa bị thiêu rụi, thức một đêm khi Ơ Đen bị đập bỏ. Có thể thay vào sẽ là một tòa nhà đẹp hơn, nhưng Ơ Đen của ngày nào, qua hành lang Ơ Đen ghi kỷ niệm. Buổi chiều mưa, hai đứa đứng bên thềm, anh che cho em khỏi ướt tà áo tím. Anh quen rồi, không lạnh lính mà ép. Nhưng thì không bao giờ còn nữa. Vẫn biết là có những sự đổi thay tốt hơn đôi khi là cần thiết, nhưng sao vẫn thấy chạnh lòng. Hơn 60 năm hãnh diện làm dân Sài Gòn, bỗng chợt giật mình tự hỏi, có khi nào người ta phù phép để Sài Gòn biến mất không nhỉ? Có khi nào Dương Cung Thánh Đường, chợ Bạch Đằng, bưu điện Sài Gòn, một sớm mai thức dậy, người Sài Gòn ngơ ngác hay tin sẽ trở thành trung tâm thương mại, cao ốc chọc trời, vân vân. Ôi, Sài Gòn của tôi. Tôi vẫn nói vui rằng mình giữ lại Sài Gòn xưa. Từng tên đường, góc phố giữ lại những buổi chiều hẹn hò, uống ly chanh đường, uống môi em ngọt, và giữ lại mãi mãi những dấu yêu xưa.
Và rồi buốt tim khi nghĩ một ngày nào đó Sài Gòn của tôi sẽ chỉ còn là hoài niệm. Vô tình ai đó sẽ tìm thấy trong những trang sách hằn dấu thời gian của một hiệu sách cũ. Sài Gòn ơi, tôi gặp lại họ rất tình cờ trong một tiệm sách cũ, nơi thường lưu lại những gì mà ta còn nhớ hay đã quên. Những trang giấy trắng, những trang giấy đã không còn nguyên màu trắng, những dòng chữ như cũng nhạt theo năm tháng, những hình ảnh dù phôi pha thì nụ cười ánh mắt cũng gợi nhớ một thời ta đã sống, thời mà tên tuổi của họ trên môi những người hâm mộ nghệ thuật thứ bảy, và họ được gọi một cách trang trọng là tài tử minh tinh. Chưa xa lắm nhưng cũng đủ để quên những gì không muốn nhớ. Khi mà muốn xem phim, người ta không thể làm gì khác hơn là đến rạp, và cứ có phim hay là rạp chật như đêm. Giải pháp nào cũng treo đầy ảnh minh tinh tài tử, không phải Hồng Kông, Hàn Quốc như bây giờ, mà toàn Việt Nam. Tôi say mê điện ảnh, dù chưa tới tuổi đến rạp một mình, và yêu họ dĩ nhiên. Dạo đó chưa có những chương trình giao lưu tài tử điện ảnh, ca sĩ tân nhạc cũng chưa phải là chạy show như bây giờ. Họ coi nghệ thuật như cứu cánh của đam mê và cả cuộc sống thực tế. Nghề tay trái hầu như không có. Chẳng ai nghe nói Thẩm Thúy Hằng phải đi biểu diễn tân nhạc để kiếm thêm, cũng không thấy Kiều Chinh tham gia chương trình đại nhạc hội. Họ cũng chẳng đóng cùng lúc 2-3 phim như là các diễn viên đắt khách bây giờ. Dù đó là những tên tuổi lớn của điện ảnh Sài Gòn thời ấy, những tên tuổi mà lứa tuổi 40, 50 hôm nay nếu yêu điện ảnh khó mà quên được. Một Kiều Chinh tuyệt vời trong Hồ Chuông Thiên Mục, Thẩm Thúy Hằng với Người Đẹp Bình Dương, Kiều Nguyệt Nga, Thu Trang ở trong Lục Dân Tiên, Túy Phượng, Diễm Kiều ở trong Giai Công Chúa của Thạch Sanh Lý Thông, vân vân. Tôi yêu nét thùy mị của Thu Trang, vẻ sắc sảo của Kiều Chinh và nét đẹp duyên dáng Thẩm Thúy Hằng. Nam tài tử có La Thừa Tân, Anh Tứ, Lê Quỳnh, Anh Sơn, Đoàn Châu Mậu, Tâm Phan, Quy Cường, Trần Quang, vân vân. Dân Hùng chuyên đóng kịch với Kỳ Nữ Kim Cương, thỉnh thoảng cũng lên phim rất nhiều, rất nhiều. Thời nào thì nghệ thuật cũng cần rất nhiều, dù trong số họ không phải ai cũng đến được vinh quang. Và để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật không chỉ là có diễn viên chính. Tình cờ gặp lại họ trong tiệm sách cũ, nơi mà quá khứ lẫn với hiện tại, nơi mà thời gian chừng như bất lực, tôi thấy chút vui pha lẫn ngậm ngùi khi bắt gặp Lê Hoàng Hoa thời mới làm quen với máy quay, một Lê Mộng Hoàng hơn 30 năm về trước vẫn nhăn nhó như bây giờ. Nụ cười Kiều Chinh và ánh mắt Thu Trang vẫn còn đó. Một thời tôi đã lớn lên cùng với tên tuổi họ, rồi tất cả bỗng như không còn, bỗng như chưa từng có. Người ta trôi theo nhịp sống bằng những cách khác nhau và lưu giữ hay xóa đi dĩ vãng tùy thuộc mỗi người. Có điều chắc chắn rằng những gì đã có thì vẫn còn đâu đó, và ta sẽ gặp khi tình cờ lúc nào đó đảo ngược được thời gian. Và dân thời gian đã đảo ngược với tôi trong một tiệm sách cũ. Tình cờ. Người viết tác giả Lê Thùy Ý. Vâng, kính thưa quý vị, những gì mà Cộng sản Việt Nam đã cố xóa, dù bằng cách đổi tên Sài Gòn, thì những gì từng có nó vẫn mãi còn đó, như tính cách của người Sài Gòn ở trong bài viết Sài Gòn không cần ai kêu tôi đó, cũng có tôi đây. Dạ, nội dung bài viết như sau thưa quý vị. Bạn tôi kể cho tôi nghe một câu chuyện thật 100%. Cách này một tuần, từ trước 7 giờ sáng, anh ấy đã có việc phải đi ngang qua đường 3 tháng 2, khu vực gần ngã tư Lý Thường Kiệt. Nhìn thấy hai mẹ con nhà kia bán sữa đậu nành, đậu xanh, cái loại trong chai 1 lít mà ai cũng biết. Nôm họ nấu rõ là sạch sẽ. Anh ngừng xe lại và hỏi mua 6 chai loại 25cl, tất cả là 60.000 đồng. Sẽ không có gì để nói, khi lúc ấy chỉ mới có 6 giờ 15 sáng. Bạn tôi đưa ra tờ 500.000 rồi hỏi,
Chị có tiền thối giấy lớn này không? Bà bán hàng lắc. Em mới đẩy xe ra đây, anh là người mua đầu tiên đó, tiền đâu mà em thối? Bạn tôi lục hết túi quần, không có tiền lẻ nào đành. Chị ơi, tôi chỉ có cái tờ này à. Thôi, cảm ơn chị. Lúc anh tính nhấn ga giọt đi thì bất ngờ cô con gái nói xen vào. Chú ơi, thôi chú cứ lấy hết 6 chai đi giúp con, ngày mai quay lại trả tiền con sau cũng được mà. Câu chuyện sau đó chỉ loanh quanh nhì nhằng có một nội dung. Bạn tôi thì không chịu mua thiếu, mình đâu có thiếu tiền đâu lại làm như thế. Giả chăng đây cũng là lần đầu tiên đôi bên biết nhau thì làm sao mà mình có thể chứ. Gạt cái bán thì cứ kỳ kèo nhất định là bán thiếu cho anh. Nhìn quanh chẳng có chỗ nào, hoặc chẳng có ai có thể đổi ra tiền nhỏ để giúp mình. Bạn tôi đành đi sao mà con xin lỗi. Nhìn cô gái biểu lộ sự tiếc nuối vì gặp được người khách sộp đầu ngày mà không bán được hàng. Bạn tôi kể lòng anh ấy thấy bồn chồn kỳ lạ. Dân đó là người Sài Gòn. Người Sài Gòn lần đầu thấy trong đời mình một người khách lạ quắc mà lại sẵn sàng bán chịu hàng cho họ. Chỉ có điều người khách ấy lại từ chối cái lòng tốt đó khi không muốn mình trở thành kẻ mang nợ bất đắc dĩ, khi mình không hề rỗng túi, vì đúng đó là lòng tốt. Tôi lại có một người bạn làm đạo diễn điện ảnh. Anh ta mê đọc báo tới mức có thể nói là nhất hạng ở trong xã hội. Mê bằng cỡ mỗi lần ra ngoài đường, khi nào về nhà cũng phải mang ít nhất là 10 tờ khác nhau. Mê tới mức mà khi trả nợ mua báo thiếu hồi những năm 1988-1990 gì đó, ghép hết túi ra hơn 1,6 triệu đi trả cho người ta. Thời ấy 1,6 triệu đó chắc cũng phải bằng 20 triệu bây giờ nếu tính trượt giá. Tại sao bạn tôi mua báo thiếu ngày này qua ngày khác, ăn cơm tấm hai chị em Mộng Loan ở góc Bùi Hữu Nghĩa, Phan Văn Trị, quận 5 cũng thiếu ngày ngày? Mấy tháng trời người ta vẫn vui vẻ chứ. Tại sao làm phim xong lãnh nhuận bút tất cả có 8 triệu thời đó mà trả nợ báo hết 1,6 triệu, trả nợ cơm hết 4 triệu, còn có hơn 2 triệu đút túi? Vậy mà người ta lại vui vẻ cho mua chịu trước đó cả mấy tháng mà không hề thắc mắc gì chứ. Bởi vì đó là người Sài Gòn. Họ biết rằng kẻ mà mình cho mua chịu ấy chắc chắn là người tốt, sẽ không bao giờ bùng mình. Cái chuyện thỏa thuận ăn ở ấy chẳng có chữ viết tay nào lẫn lưng, cũng không chỉ là nằm nơi những cái thứ nho nhỏ như đã kể. Chúng không chỉ là những bình chè 5,000 đồng, mà cái thời buổi này vẫn còn có người bán. Những bịch khoai mì mà đến giờ trước cổng các trường nghèo vẫn có người bán với giá có 2,000 đồng. Người viết bài này đã thấy những bé gái học cấp 1 ở trường Lý Nhơn ở bên quận 4 bước vào tiệm hủ tiếu mì của cô Châu ngay cạnh cổng. Cô ơi, cô bán cho con tô hủ tiếu 5,000 nha. Không những cô ấy vẫn bán mà còn cho vào tô mấy miếng thịt. Lời kiếm chỗ khác anh à, cho các cháu nó có thêm chút sức mà đi học. Ở Sài Gòn bây giờ, trừ ở cái chủ quán cơm nụ cười của anh Năm Đồng, tìm đâu ra một cái tô hủ tiếu 5,000 đồng mà có thịt chứ? Nhiều, nhiều lắm. Cậu trai bán bắp luộc người Hà Nam vào đây đã lâu, nuôi em mình ăn học thành tài, ghi rõ trên bảng 10,000 đồng 3 trái. Nhưng mà khi tôi mua 20,000 đồng thì trăm lần đủ trăm lần đều mang về 7 trái thay vì chỉ có 6. Bởi vì cậu ta đã thành người Sài Gòn. Hoặc là bà Nga bán bánh cuốn ở đường Nguyễn Trọng Tuyển, bao giờ cũng gấp thêm mấy miếng chả mỡ vào hộp của tôi và ràng cẩn thận dây thun ở bên ngoài để làm dấu, mà lại không bao giờ hỏi thêm đồng nào. Còn cô Thu bán giò chả chợ Vườn Chuối luôn gấp thêm cho tôi vài chục gram ruốc, và cả năm nay không hề tăng giá. Còn là anh Tám Bồng bán cơm tấm và nổi danh ở khu chợ Tôn Thất Thuyết, dạ thưa rành rọt, bao giờ bán một cơm sườn cũng nhất định phải cắt thêm cho tôi 1/3 miếng sườn nữa ngoài miếng tiêu chuẩn, mà không bao giờ tính thêm cắt nào. Bán hàng thì cũng phải sao coi cho được chứ anh, ham lời quá không được đâu. Còn cô Hải bán chè miền Nam ngon tuyệt cú mèo, luôn giục tôi mua gì thêm nữa đi,
Em không có đưa tiền anh đâu mà anh ngại. Chuyện khác, hôm qua xe gắn máy của tôi hết xăng giữa đường. Lúc ấy đi từ chỗ tôi tắt điện cho đến trạm xăng gần nhất là còn đến gần 2 cây số nữa. Đường giữa trưa lại nóng người và chán ngắt. Tôi đã chán chường dắt xe đi đâu được khoảng non nửa con đường mình cần đi. Bỗng đâu một người trai trẻ xuất hiện. Trên khuôn mặt đen đúa của cậu ta thấy nở một nụ cười sáng lóa bởi cái hàm răng đều tăm tắp. Hết xăng hả chú? Ừ, đừng lo nha, cháu cho chú một miếng. Tôi thấy quá ái ngại khi thấy cậu ta sốt sắng nhảy xuống xe, sốt sắng mở yên ra, sốt sắng rồng một cái giòi trông có vẻ là không được sạch sẽ lắm vào cái bồn xăng móc meo, rồi sốt sắng kê mồm của mình vào một đầu giòi còn lại, hút lấy hút để cho tới khi thấy xăng chảy ra cho lỗ ngay vào cái bình xăng xe tôi khoảng non lít gì đấy. Tôi hỏi bao nhiêu tiền hỏi cháu. Khoát ra khỏi, thấy ông già dắt xe tội nghiệp quá nên cháu giúp. Tiền bạc gì ở đây? Khi cậu ta bỏ đi, dù nắp trong theo như cái cách mà Dương Anh đã từng viết là dõi vào lưng người trai đó, tôi phát hiện ra xe cậu ta mang biển số tỉnh. Lòng tốt, lòng tốt quá ra đâu phải chỉ có mỗi người Sài Gòn mới có. Cái lòng tốt nhỏ nhặt mà đáng trân trọng ấy, nó đã làm cho tôi phải thấy là mang nợ. Mang nợ, mang nợ một người hoàn toàn xa lạ chỉ đứng bên tôi có 10 phút. Thế thì Sài Gòn đã dạy cho anh ta là phải biết san sẻ, hay chính anh ta đã mang cái tấm lòng mình từ nơi xa đến với những người. Hay chính anh ta đã mang tấm lòng mình từ nơi xa đến với một người đã sống nhiều năm ở Sài Gòn như tôi chứ. Tình người ơi là tình người. Các bạn đừng nghĩ những ly trà đá không tính tiền ở trong các tiệm cơm, những thùng trà đá miễn phí ven đường, những ổ bánh mì biếu không ngoài phố, những hộp cơm phát không vào ngày mùng 1 hay ngày rằm là không phải tiền, đều là tiền cả đấy. Nhưng cái tình lớn hơn, tình người nơi cõi đất này. Bước ra đi Sài Gòn nơi đau lòng tôi cũng phân ly. Tôi đi bỏ lại quê hương, bỏ lại nơi đây một mối tình. Hương mang đến con tàu sẽ sông ra khơi, làng nhìn nhau cười mặt lối sông lên rơi, tấm gương để lại phía sau, con tàu đi miên man phương nào. Sài Gòn tuổi thơ tôi, Sài Gòn ước mơ đời tôi, Sài Gòn mưa nắng Sài Gòn một thủ đô đưa. Sài Gòn nơi đó có em, tình đầu sao quá dịu êm, dịu nhau qua những con đường dầm lá mẹ bay. Sài Gòn nỗi nhớ trong tôi, Sài Gòn dù có đôi tay, làm sao quên những tháng ngày đông nắng ta thiếu.
sao vẫn vương. Sài Gòn ơi chưa lần về thăm cố hương, bao nhiêu kỷ niệm xa xưa gửi trong tôi thương biết mấy cho vừa. Thời gian qua đêm ngày luôn xót xa, tuổi xuân qua vài ngày mái tóc sương pha. Sài Gòn ơi xin đừng quên tôi,